Tài xế xe hổ vồ đè bẹp xe con sẽ chịu án tù cao nhất là 15 năm. Vụ xe tải đè bẹp xe con khiến 3 người không qua khỏi ở Hòa Bình khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhưng người tài xế xe hổ vồ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không là thông tin được rất nhiều người quan tâm. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ xác định hành vi vượt xe có đúng pháp luật hay không, có đảm bảo an toàn không và sẽ làm rõ nguyên nhân chiếc xe trọng tải lớn này bị lật. Nếu có căn cứ cho thấy tình huống vượt xe là không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy tắc tham gia giao thông dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra thì đây là căn cứ xác định lỗi của người lái xe tải, làm cơ sở để khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, theo luật sư Cường, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ điều kiện để tham gia giao thông đối với chiếc xe. Theo đó là cơ quan chức năng sẽ xác định là xe có còn đăng kiểm và các điều kiện để đảm bảo tham gia giao thông hay không, chiếc xe có chở quá tải hay không. Đây cũng là những yếu tố để xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn, làm cơ sở xác định lỗi của người điều khiển phương tiện. Do đó, theo luật sư Cường, khi cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe tải đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế là có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 và có thể là đối mặt với khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện trong tình huống này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho gia đình của các nạn nhân. Cụ thể, bồi thường về chi phí cứu chữa hoặc là khi tử vong, tiền chi phí mai táng, tiền tổn thất về tinh thần đối với thân nhân của nạn nhân. Trước đó, như báo Dân Trí đã đưa tin, liên quan đến vụ tai nạn xe tải chở đất lật đè bẹp xe con khiến 3 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Thông tin mới nhất từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn đã được chủ xe cơi nới thùng xe. Cụ thể, chiếc xe Hogo hay còn gọi là xe hổ vồ, biển kiểm soát 29H77016, có lòng thùng chở hàng là dài 6,78m, rộng 2,31m, cao 1,85m. Thùng xe đã được cơi nới thêm là 28cm chiều dài và 1,13m theo chiều cao, cao hơn 2 lần so với kích thước được phép lưu hành. Đại diện công an huyện Yên Thủy cho biết, khi bị tạm giữ, lái xe tải là Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, khai là thời điểm trước khi xảy ra tai nạn. Chiếc xe tải do anh điều khiển bị mất phanh, mất lái dẫn đến là việc anh không điều khiển được chiếc xe nên đã gây ra vụ tai nạn thương tâm. Cơ quan công an cho hay đây mới chỉ là lời khai ban đầu, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ qua việc giám định hiện trường và thu thập các thông tin liên quan.